Em xin chào cô chú anh chị mình. Thì để quay lại thì tối nay thì em cũng tỉa tôm cái ao này cô chú anh chị mình ha. Là tỉa bán quá cao nó cũng 71 ngày gì đó. 71,2 ngày cô chú anh chị mình. Còn cái ao này em đang làm nước nè. Thì sóc lại nè. Đang sóc nước cái ao này, cái này xuống tôm sú cô chú anh chị mình làm mẻ tôm sú canh về tháng để qua Tết á. Tối nay em sẽ rút ao này nữa là cô chú anh chị mình bán mấy bữa nữa cho hết luôn để làm ương giai đoạn lên cô chú anh chị mình ha, kiểu như ương cái ao ương đó cho mình lên cứ ra hoàng tháng là ương là hàng đem lên ao trên này luôn. Thì bây giờ đang làm cải tạo lại theo quy trình mới lại. Ở đây cái ao này tối nay thì em sẽ thu nè cô chú anh chị em à. Thì để thu được nhiều, còn ao này em làm nước thì sáng bữa sau thì em cũng sang ra luôn ao trên nè cô chú anh chị em à. Ao cặp á để thu ao này, ở đây cái thu ao này ha, để coi giá cả rồi nó cũng 50 con. Để cho cô chú anh chị mình làm lại theo cái quy trình đó, mình ương sang lên mình nuôi cũng như dạng liên tục, ương liên tục luôn cô chú anh chị mình. Thì cái ao này em làm nước rồi nè cô chú anh chị mình, mấy bữa nay chung cũng làm nước rồi. Để sang qua lúc là tối là kéo rồi. Ao này cũng làm nước là sang bên ao kia sang qua cô chú anh chị mình ha. Đó, làm nước rồi hết nè, thì sang ông kia qua nè. Cũng tranh thủ làm cấp tốc rồi để sang qua rồi đó, có gì tụi em sẽ view lại cho cô tiếp cho mình xem. Tối nay thu ao này để coi giá cả rồi, nói chung là nuôi cũng kinh tế thôi, tại mùa này mình không có đi sâu vào quá, còn không nhất thiết về xây lớn đâu. Rồi tối như thế nào nữa thì anh sẽ view lại cho cô chú anh chị mình xem nha và theo dõi nha anh em mình. Rồi tôi đang tiếp tục là mấy anh em thu tôm của chú anh chị em nha, kéo ao này nè ha. Tôi sang cào ao trên này chiều cũng kéo hết ha. Đường này ra được không ta? Thôi đi đường kia đi, đường này đi dách nó sụp lòng hết. Ao này sáng tụi em sẽ sang qua là cô chú chị mình làm nước rồi hết rồi. Sáng 5 giờ tụi em sang ra. Còn giờ đang là cái ao này của chú chị mình.
kéo hai bữa, hai ba bữa vậy giờ cũng kéo hết rồi. Cô chú chị mình làm lại luôn theo quy trình lại. Có nhiều đây mình lượng nó tôm sú trẻ nhưng mình làm mau cho nó nuôi, còn cho nó làm mau mình canh cho nó đỡ chăm sóc hơn, tại sú mình nuôi nó cũng đỡ hơn. Rồi đưa nó sâu là không nổi nè. Kéo bằng điên không sao, kéo bằng điên không có chút gì mà. Về bị lỗ hả? Trăm hai trăm ngàn ký cho ba con gà, ba ký, ba ký mấy như nữa, ba trăm mấy bốn trăm ngàn gì nhiều, má xác lại cũng vậy à? Đây là có màu lên đẹp nè. Chứ có xuống màu không ạ? À? Nước sâu quá đi không nổi. Kéo hai bữa cho hết luôn. Nói chung là nó cũng giá thì ví dụ 50 con cũng nằm 120 trăm mấy ngàn cũng được cô chú chị mình.
làm nước ao này là mai tụi em sẽ sang ra nè. Nó đang kéo ao này của chú anh chị mình ha. Anh em kéo anh bút kia. Không chuyên nghiệp à, có khác đâu, nó chuyên nghiệp là kéo hay lắm. Nhiều gì hết thôi. Nó làm cũng vô ngắm nó ngã chứ ra. Rồi biết luôn gì. Cái kẹo gì nữa giờ đang kẹo nấu. Giang thùng ghê cho. Chút em rồi nó chưa biết. Cho biết đâu. Thùng mà sửa sạn lên đường nè.
làm nước rồi chuẩn hết rồi cô chú anh chị em ạ. À, sáu quạt qua đêm luôn á, lại làm nước rồi nè, sáng em sẽ sang qua nè. À, này đang thu đây nè. Dạ đúng rồi, anh gọi địa chỉ số điện thoại đi em gửi cho. Anh ở Sóc Trăng phải không? Ý à, Trà Vinh chứ. À thành phố Bến Tre là chỗ rồi chưa, chỗ anh gì ta, anh Tuấn phải không ta? Cái anh gì quên rồi. Dạ. Rồi ok, nói chung là cái đó em gửi giùm thôi. Dạ rồi có gì thì gửi số điện thoại đi tụi em gửi cho. Nói chung là bảo hành chứ. Là đều mấy cái đó nó bảo hành dù 3 tháng hả. Còn về sau là mình không có tại bơm chìm mà, mình bơm khi khô nước rồi nó cháy nha. Nói chung là bơm phải có nước. Dạ. Dạ đúng rồi, anh gọi địa chỉ số điện thoại đi nha. Dạ dạ dạ. Đang làm ao này ra là dạ, mấy anh em sẽ sang đi. Sang lên đường. Bán ở chợ chuột. Sâu lắm rồi bên kia mình nè. Sâu là không nổi luôn nè. Rồi rồi. Trời ơi. Chết rồi.
chùm chùm coi cũng vui bộ mỏi quá gần rộ quá rồi để xe lại đi quẹo. Mới chạy mà chưa tới đâu 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 mình đâu gì đâu nôn giữa đi cái nhiều mà nhiều xe mà đi 6 cái rồi rồi kéo đây mai kéo nữa thì với lại sáng có sang tôm á thì cũng làm clip cho cô chú chị mình xem nha. Thì tại dùng sang từ giai đoạn lên ví dụ từ cái ao này ao ương đó lên ao này dùng sang lên ao này này lên ao này là mình thu hoạch luôn đó. Rồi giờ kéo cao nữa đủ rồi mấy anh em nãy giờ đi hết rồi cô chú chị mình thì thôi thì em cũng xong cái clip kết thúc video ha. Chỗ nữa à đủ chưa đủ luôn không thôi cháu đủ luôn rồi đó hai miếng nữa đi hai chục tiếng chỗ mười lăm miếng được mười lăm hai chục tiếng rồi nước ơi 120 ký nữa rồi à đây xin chào hẹn cô chú chị mình những cái video tiếp theo nha để sang tôm rồi thì em sẽ view lại cho cô chú chị mình xem rồi chào hẹn cô chú chị mình những cái video tiếp theo tạm biệt.